mái tóc gọi là tóc tự nhiên, tức là cái tóc dạng tóc xoa la nhã ha. Và cắt hoàn toàn bằng kéo, một bên là mình sẽ cắt bằng kéo, một bên sẽ cắt bằng tông đơ cho anh em xem. Sau này anh em sẽ chọn cái cách cắt của riêng mình. Mình thích tông đơ thì cắt tông đơ, thích cắt kéo cắt kéo, nó ra không khác gì nhau cả. Nhưng mà cái dạng này cắt vừa phải, không có cao quá nha. Đầu tiên thì anh em mình chia ngôi lên. Cái đỉnh chân mày nhá, mình chia ngôi nè, những bạn học nâng cao thì càng để ý nữa nè. Chia đường ngôi lên. Đó, tiếp tục ở sau này. Chia lên. Đó mình, anh em thấy không? Mình kẹp nó lại cho một bên cho nó gọn gàng trước thôi nè. Phần bên này cũng thế luôn. Ngay cái đỉnh chân mày nè. Tém lui. Nắm nó lại và bẻ nó ngược này nè, kẹp nó vô. Nha. Muốn chắc nữa kẹp thêm cây nữa. Rồi, cho nó kẹp vô. Bây giờ Cường sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà nước á, qua đây nè, cameraman qua đây. Anh ngồi thẳng đứng, thẳng cái lưng chụp A luôn nha. Rồi, cảm ơn anh. Cường sẽ cắt một bên bằng kéo, một bên bằng tông đơ. Rồi. Để cho Cường mượn một cái kéo cho cắt nha. Đây, đây. Cái kéo của mấy đứa. Rồi, chuẩn bị cái kéo anh em ơi. Nếu bạn nào cắt thì cắt, còn không cắt thì quan trọng nhất vẫn ngồi đây coi cái này này, tại vì những kiểu tóc này ít người cắt lắm. Rồi, bây giờ nha, mình sẽ nhìn nè, mình sẽ nâng cái lược lên như thế này nè, nâng lên, bẻ xéo ra một góc 45 độ là xéo góc ra nha, nâng cái lược lên và cắt, cắt xéo nè. Khi mà thả xuống anh em nhìn nè, nhìn nha, đó, nó sẽ có độ tự nhiên cho anh em. Mình tiếp tục mình nâng cao lên, mình cắt tầng. Đó. Dưới này thì nâng thấp hơn xíu. Đó, nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng xoa le như thế này cho anh em nè. Đó, nó xoa le sẵn. À, cái phần sau này thì anh em đứng lên. Cắt bớt đi. Toàn bộ anh em đều nâng lực xéo và cắt hết. Đó, cái mái tóc của mình nó đã có một cái lớp như thế này. Chia cái tóc, chia kẹp kẹp vịt dọc nè, thấy không? Tiếp tục mình chia cái kẹp vịt kế tiếp. Đó, mình kẹp cái lớp kế tiếp lên. Nha. À. Rồi mình bắt đầu mình nâng, mình lấy cái lớp cũ làm chuẩn nè. Mình cắt. Nâng lên. Nâng lên các tầng. Xong lớp thứ hai. Nha. Tiếp tục tới cái phần phần đuôi gái này thì mình cũng nâng lên như thế luôn và lấy cái điểm của cái lớp mình đã cắt rồi làm chuẩn. À, lớp cắt rồi nè. À. Cái tóc mullet mình cũng sẽ cắt như thế này luôn nha. Mullet mình cũng sẽ cắt như thế này. Khi mà cắt như thế này á, nhưng mà mình kéo nó dài ra một tí để cho cái đuôi nó dài ra thôi. Còn nguyên ta cắt ở sau nó vẫn cắt như thế này để cho cái đuôi nè. Anh em thấy cái đuôi nó có cái phần này nè, thấy không? Nó phải có phần tự nhiên, mullet tự nhiên. Tiếp tục mình chia ra. Rồi cứ thế mà nâng lên mà cắt thôi. Nâng lên 45 độ nha. Cái phần sau gáy nè, để anh em nâng xéo cái lược lên và cắt bớt đi. Tại cái này không phải mullet thì anh em mình cho nó gọn bớt. Còn mullet anh em chừa cái đuôi nó dài dài tí. Nhưng mà tuyệt đối không có đưa kéo vô vậy cắt. Cắt vậy là nó có cái dấu ngang nha. Nếu anh em đưa kéo vô cắt là nó có cái dấu này, mất tự nhiên nha. Mình phải nâng cái lược lên mình cắt nó mới tự nhiên được nha. Cái phần ba, tiếp tục tới cái phần bát này nè. Mình sẽ vanh cái bát này lại cho nó gọn gàng. Tại vì cái so le thời này nó khác so le thời xưa. Nên mình tiếp tục mình vanh. Cái ngon ngon cái tay mình giữ cái kéo lại nè. Cái tay giữ cái kéo không? Mình vanh cái tay lại. Vanh chậm rãi. Sau đó mình chải ra. Đó là mình đi vanh kỹ lại. Vanh cái tay kỹ lại cho nó gọn gàng. Cái phần này cũng thế luôn. Bắt đầu cái phần từ chia nha, chia là cái này phần sau này mình chia đôi ra nè, mình không đụng gì tới phần này hết nè, chia đôi cái gáy tóc ra nè. Anh em thấy gáy tóc không, mình chia hai ra, hai bên cắt khác nhau. Rồi bắt đầu cái lớp kế tiếp thì mình vẫn chia xéo lên, chia xéo lên nè. Cái kẹp luôn nãy giờ đều làm gì, đều hình gì, đi xéo lên. Mình là một người thợ tốt á, là kỹ năng dùng kéo nó cũng phải tốt một tí ha, chứ không phải là mình ba bơ thì mình chỉ biết dùng bông đơ thôi, còn kéo mình không dùng được. Tại vì một số bạn ba bơ như thế á, nên đâm ra sau này người ta cứ mỉa mai ba bơ mình là nó chỉ cắt bông đơ được thôi, chứ cắt kéo nó cắt rất là dở. Nhưng anh em mình một người thợ giỏi là phải giỏi cả bông đơ, phải biết về kéo nữa, chứ không phải là cái gì mình cũng biết, chỉ biết được qua thứ đâu. Rồi cho cưng mượn cái kéo tỉa. Rồi được rồi, có rồi. Tới cái tóc này á thì mình bắt cái tóc lên, bắt lên, và mình dùng cái điểm dưới làm chuẩn này, mình bắt tóc nha. Lớp trên cùng phải bắt tóc nè. Rồi bắt tóc, kéo theo góc độ của con đầu cắt. Rồi sau khi mà mình đã cắt xong thì mình lại dùng kéo tỉa để mình tỉa mỏng bớt cái phần này. Đây là Cường đã hướng dẫn cho anh em cách cắt một mái tóc sao la tự nhiên bằng cái gì? Bằng kéo, không cắt tông đơ nha. Còn bên kia Cường sẽ hướng dẫn cho anh em cắt sao la tự nhiên nhưng bằng tông đơ. Tỉa ở đây là tỉa cho có độ liên kết, cho nó tự nhiên thôi, chứ không phải đưa kéo vô mà tỉa cho đã đâu. Những cái kiểu tóc này là hồi xưa anh em thấy à, cái thế hệ thời tuổi trẻ hồi đó cắt rất là nhiều, nhưng anh em mình phải biết, mặc dù sau này mình rất ít khi gặp, mình cũng phải nên biết để biết, để lỡ làm gì, lỡ sau này xu hướng trend nó quay lại thì mình còn có đường để mình cắt với khách hàng nha. Rồi bắt đầu bên này đã xong đúng không, tới phần bên này bây giờ Cường sẽ không cắt bằng kéo nữa, cắt bằng tông đơn, cho Cường mình cắt tông đơn. Cũng như hồi nãy luôn, cũng kẹp không cử, cũng gắn kẹp như cái này vậy ha. Mình đi bằng tông đơ, mình đưa cũng cái cung tóc như hồi nãy luôn, cũng nâng lên giống hồi nãy luôn nha, mình đi bằng tông đơ. Anh em nhìn này, dường như hai bên nó không khác nhau là gì cả. Rồi tiếp tục cái lớp kế tiếp, cũng kẹp xéo như thế này luôn, thấy không, thấy giống kẹp giống không? Kẹp thì vẫn giống như bên kia, nhưng mà bên này mình đi bằng tông đơ thôi. Cái phần bát nè, mình nâng lên để mình cho nó ngắn lại, đúng không? Ngắn lại cho bằng bên kia. Sau đó cái này thì mình vân bằng tông đơ. Rồi cái phần gáy, dùng cái ngón tay này nâng lên đó, nâng tay cái hết cho nó tự nhiên. Rồi này bào lại bớt cho nó gọn lại. Cái này mình không để mua led thì mình nên để nguyên nha. Sau đó nè, tiếp tục chia lớp khác dọc xuống, vẫn như hồi nãy luôn, nhưng mà mình thay vì mình nâng lên về mình đưa kéo cho mình cắt thì mình nâng lên mình đưa tông đơ vô. Nhưng mà mình xịt xíu nữa, mình xịt rồi bây giờ mình nâng lên cũng như vậy luôn nha, nâng lên hết, cứ như vậy luôn, góc độ như hồi nãy thôi, nhưng mà một bên mình nâng bằng lượt, một bên nâng bằng tông đơn. Cái gáy này cũng như thế luôn, cũng nâng lên nha, chứ đừng có đưa cái này sấn xuống nha anh em. Rồi tiếp tục lớp trên này cũng như thế luôn. Lớp trên cùng hồi nãy mình nhớ làm gì? Bắt tóc đúng không? Bắt, nhưng mà bây giờ mình cũng bắt tóc, cũng bắt như thế luôn nè. Có cái lớp để mình làm chuẩn này, thấy không? cái bột mái tóc đã xong thì mình bắt đầu dùng kéo tỉa, tỉa mỏng bớt, cũng tỉa như bên kia vậy đó. Những cái mái tóc xoa la hồi sau này dường như anh em ít có cơ hội để gặp nó. Ở trong tiệm thì mình còn sấy nó cúp vô, nó ôm hơn. Cái này là mình đã cắt khô thôi nha. Cái mái tóc này khi họ nhìn vào thì cứ nghĩ là anh em mình cắt kéo, chứ họ nghĩ anh em mình đã cắt tông đơn. Nhưng anh em nhìn hai bên kia mình cắt kéo, cắt tông đơn nó không khác nhau gì cả. Là do cái cách cắt của mình, người thợ mình thôi ha. Rồi, tiếp tục tới phần máy. Rồi, trả lại cho tất cả anh em. Rồi, bây giờ tới phần máy nè. Phần máy thì nó có rất là nhiều dạng máy. Khách hàng muốn để style bass, muốn để 73, muốn để layer hay muốn để cái gì thì tùy theo sở thích của khách hàng mà mình cắt thôi. Nhưng mà kẹp cái bình xịt nó thẳng rồi, thẳng lên nhìn này xíu nha. Bỏ đẹp trai luôn anh Long. Anh ở đâu anh? À, anh làm công việc gì? Chào bà gái. Dạ. Tụi em cắt đây thường xuyên á, thì nó cắt thì ra để cắt để tốn tiền nha. Lâu lắm rồi mới cắt tóc anh. Hồi Tết giờ á. Trời ơi, dài quá, giờ cắt lại đẹp trai nha. Rồi bây giờ anh em nhìn nè. Cái phần máy thì cũng như thế thôi, mình cắt như kiểu tóc bình thường, mình không có gì đặc biệt hết nha. Cũng bắt tóc, nâng lên 90 độ và cái tay kẹp xéo. 90 độ là kéo thẳng lên vậy, người ta gọi là 90 độ tại vì nó với cái khung đầu nó tạo ra một góc vuông nè. Cái đầu mình đang là hình này đúng không? Cái tóc mình kéo thẳng lên thì có phải là ra 90 độ không? 90 độ là cái tay sẽ kéo đứng lên thì gọi là 90 độ. Kéo đứng lên thì gọi là 90 độ. Nhưng mà cái tay mình nhớ kẹp gì? Kẹp xéo là cái tay mình xéo, kéo thẳng đứng lên nhưng mà tay kẹp xéo. Nó khác với mấy kéo xéo tay kẹp ngang nha. Khi mà kéo xéo mà tay kẹp ngang thì cái tóc mình nó bị gì? Nó dài bằng nhau. Bên này nó dài bằng cái này. Còn kéo thẳng đứng lên mà tay kẹp xéo thì những cái sợi bên này nó sẽ dài hơn những sợi bên này nha. Cắt này anh em cắt ngang thôi, không cần cắt bấm răng cưa. Cường thì đa phần ít nào cắt ngang, là đa phần cường thì sẽ bấm răng cưa. Nhưng anh em mới học cứ cắt ngang cho cường là được rồi. Chín mươi độ tay kẹp xéo nha, lấy lớp cũ làm chuẩn nè, lớp mình đã cắt hồi nãy nè. Có nhiều bạn bị sai cái này nè. 90 độ ta kẹp xéo. Kẹp xéo thiệt, 90 độ thiệt. Kẹp xéo đúng không? Nhưng mà khi cắt thì đi cắt ngang. Thì kẹp xéo làm cái gì anh em? Kẹp xéo là cái tay phải cắt xéo chứ. Kẹp xéo mà đi cắt ngang thì cũng như không thôi. Rồi. Tiếp tục cái lớp bên này. Mình sẽ nâng lên 75 độ tay kẹp xéo, 75 độ vào lớp mình vừa cắt đây nè. Lớp bên này nè, mình lấy nó làm chuẩn. Kẹp xéo lại cắt. Đây là một mái tóc khi mình đã cắt xoa tóc xong, một cái dạng tóc xoa la tự nhiên nha. Xoa la tự nhiên. Cái tóc xoa la tự nhiên này thì anh em lưu ý gì? Không cạo viền nhé. Tóc này sẽ không cạo viền. Rồi giờ mình sẽ tỉa mỏng cái phần ngọn nữa là xong rồi. Cắt ở trong tiệm thì anh em mình sẽ sấy, chải, vuốt keo, vuốt quát, gội đầu, tất cả mọi thứ. Thì cái mái tóc luôn luôn lúc nào nó cũng sẽ gì? Sẽ đẹp, sẽ huy hoàng hơn ở ngoài tiệm rất là nhiều. Ngoài này rất nhiều. Nhưng mà khi anh em cắt ngoài này mà anh em có cái sự chỉnh chu nó đã đẹp rồi thì vô tiệm anh em thêm mấy hộp cần nữa là số 1 luôn. Rồi ok, thế là xong cái mái tóc này nha. Anh làm kiểm tra đi. Rồi rồi rồi. Thấy không? Không, em nói bên học viên rồi ha. Em thấy đâu, nó xoăn le, nó không có bị gọi là gì, nó không có bị, nó không ngắn mà cũng không dài, nó tự nhiên hết thôi. Cái này thì mình phủi cho mình cái chân viền và cái phủi nữa là xong rồi. Đi những cái chỗ lông xung quanh cho nó sạch mà không cạo viền nhá, cho một cái phủi. Cho một cái chân viền tí nó còn dư mấy sợi tóc. Cuối đầu xuống nhà xin. Dạ rồi, ok anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ rồi, ok anh nhá.